Hà Anh và Phạm Hùng Cường, xứ ngôn viên từ đài IBC TV xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào đón đến với chương trình tin tức tổng hợp. Sáng hôm nay, trên băng tần 57.19 của miền Nam, 16.12 của miền Bắc California, trên hệ thống Galaxy 19 khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và Canada, cũng như trên trang mạng ibctv.us hoặc qua kênh YouTube IBC TV Official, chúng tôi xin trân trọng kính chào. Và kính thưa quý vị khán thính giả, như thường lệ, trước khi vào phần thông tin chi tiết, xin kính mời quý vị đến với phần điểm tin. G7, đáng tiếc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không hành động về vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Thượng nghị sĩ Warren kêu gọi điều tra thất bại của Silicon Bank và Signature Bank. Quan chức quốc phòng của Ukraine và Hoa Kỳ điện đàm về viện trợ quân sự. Ông Putin bất ngờ tới thăm Maribor. Và sau đây, xin kính mời quý vị khán thính giả đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần tường trình của sứ ngôn viên Phạm Hùng Cường. Theo G7, đáng tiếc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không hành động về vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Các nhóm ngoại trưởng của nhóm G7 hôm Chủ nhật cho biết rằng họ lấy làm tiếc về việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không có hành động gì đối với các vụ tên lửa của Triều Tiên. Trong một tuyên bố, họ ghi nhận sự cản trở của một số thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mặc dù họ không nêu tên, nhưng Trung Quốc và Nga đã ngăn chặn các nỗ lực gần đây nhằm nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp trả Triều Tiên. Nhóm G7 lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ngày 16 tháng 3 của Triều Tiên là phá hoại hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế. Trong một diễn đàn mới nhất, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắm về phía biển ngoài khơi, duyên hải phía đông của bán đảo Triều Tiên hôm Chủ nhật. Theo Hàn Quốc và Nhật Bản, đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ thử vũ khí từ quốc gia vũ trang hạt nhân này. Theo một tuyên bố của quân đội Hàn Quốc, tên lửa được phóng ra từ địa điểm Đông Chang-ri trên bờ biển phía Tây vào khoảng 11 giờ 5 phút sáng, bay khoảng 800 km trước khi bắn trúng hạ mục tiêu. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tên lửa đã bay cao tới 50 km. Seoul đã lên án các vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên là sự vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển ngoài khơi duyên hải phía đông của bán đảo Triều Tiên hôm Chủ nhật, theo Hàn Quốc và Nhật Bản cho hay. Đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ thử vũ khí từ quốc gia vũ trang hạt nhân này. Theo một tuyên bố của quân đội Hàn Quốc, tên lửa được phóng từ địa điểm Dong Chang-ri trên bờ biển phía Tây vào khoảng 11 giờ 05 phút sáng, bay khoảng 800 cây số trước khi bắn trúng mục tiêu. Bộ Quốc phòng của Nhật Bản cũng cho biết tên lửa đã bay cao tới 50 cây số. Sau đã lên án các vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên là sự vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ngay sau vụ phóng, thì Bộ Quốc phòng của Hàn Quốc cho hay Hoa Kỳ đã triển khai máy bay ném bom chiến lược loại B-1B tham gia một cuộc tập trận chung trên không mà phía của Seoul và Washington cho biết đang tổ chức để tăng cường khả năng phòng thủ mở rộng. Thượng nghị sĩ Warren kêu gọi điều tra thất bại của Silicon Valley Bank và Signature Bank. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren, người đang thúc đẩy thắt chặt hơn các quy định ngân hàng, đã kêu gọi điều tra các thất bại của các ngân hàng Silicon Valley Bank và Signature Bank. Tờ Wall Street Journal đưa tin hôm Chủ nhật, bà Warren đã gửi một lá thư tới Tổng thanh tra của Bộ Tài chính, Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang và Cục Dự trữ Liên bang hôm Chủ nhật, thúc giục các cơ quan này kiểm tra việc quản lý và giám sát các ngân hàng trước khi chúng sụp đổ trong tháng này. Bà cho biết rằng, kết quả sơ bộ từ cục điều tra sẽ được cung cấp trong vòng 30 ngày. Tờ báo đưa tin, các giám đốc điều hành của ngân hàng, những người chấp nhận rủi ro không cần thiết hoặc không phòng ngừa trước các mối đe dọa hoàn toàn có thể lường trước được, phải chịu trách nhiệm về những thất bại này. Nhưng sự quản lý yếu kém này đã được phép xảy ra cho hàng loạt thất bại của nhà lập pháp và cơ quan quản lý.
Bản tin dẫn lời bà Warren nói, trước đó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu nói rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng sau sự sụp đổ gần đây của Silicon Valley Bank và Signature Bank đã lắng dịu. Ông Biden cho biết như vậy với các phóng viên khi được hỏi liệu cuộc khủng hoảng ngân hàng đã lắng dịu chưa. Quan chức quốc phòng của Ukraine và Hoa Kỳ điện đàm về viện trợ quân sự. Chánh văn phòng của Tổng thống Vladimir Zelensky hôm thứ Bảy cho biết, ba quan chức an ninh cấp cao của Hoa Kỳ đã có một cuộc gọi qua video với một nhóm những người đồng cấp của Ukraine để thảo luận về viện trợ quân sự cho Kiev. Chúng tôi đã thảo luận về việc cung cấp thêm các hỗ trợ cần thiết cho đất nước chúng tôi, đặc biệt là xe, vũ khí và đạn dược. Ông Andriy Yermak đã viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Và ông cũng cho biết thêm, Bộ trưởng Quốc phòng của Ukraine là Olasi Reznikov, tướng hàng đầu của Valery Zelensky, cùng với một số chỉ huy và quan chức cấp cao khác đã tham dự cuộc họp hôm thứ Sáu. Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là Lloyd Austin, chỉ huy quân sự hàng đầu Mark Milley và cố vấn an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc Jay Sullivan, đại diện cho phía của Hoa Kỳ. Các quan chức của Ukraine cũng đã cung cấp thông tin cập nhật về tình hình chiến trường và bày tỏ sự đánh giá cao đối với việc Hoa Kỳ tiếp tục cung cấp hỗ trợ an ninh, theo một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc công bố vào hôm thứ Sáu. Ông Putin bất ngờ tới thăm Maribor. Truyền thông nhà nước Nga đưa tin Tổng thống Vladimir Putin đã có chuyến thăm bất ngờ vào cuối tuần tới cảng Maribor, nơi bị chiến tranh tàn phá. Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Điện Kremlin tới các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng thuộc vùng Donbass của Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi ông Putin tới Crimea hôm thứ Bảy trong một chuyến thăm không báo trước để kỷ niệm 9 năm ngày Nga sáp nhập bán đảo này từ Ukraine và chỉ 2 ngày sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế được viết tắt là ICC ra trách bắt nhà lãnh đạo Nga. Ông Putin vẫn chưa đưa ra bình luận công khai về trách bắt của ICC. Nhưng các chuyến đi của ông vào lãnh thổ Ukraine mà Nga tuyên bố chủ quyền được một số nhà quan sát coi là hành động thách thức. Maribor thất thủ hồi tháng 5 năm ngoái sau một trong những trận đánh dài nhất và đẫm máu nhất trong cuộc chiến. Đánh dấu chiến thắng lớn đầu tiên của Nga sau thất bại trong việc chiếm Kyiv và thay vào đó tập trung vào khu vực đông nam của Ukraine. Tổ chức An ninh và Hợp tác và Châu Âu được viết tắt là OSCE nói rằng việc Nga trước đây từng ném bom một bệnh viện phụ sản ở đó là một tội ác chiến tranh. Ông Putin đã bay bằng trực thăng tới Maribor cho chuyến công tác. Các hãng thông tấn Nga đưa tin, dẫn Điện Kremlin. Ông đi tới một số quận của thành phố, dừng lại và nói chuyện với người dân. Kính thưa quý vị, chương trình tin tức tổng hợp xin tạm dừng giây lát để gửi đến quý vị khán giả phòng bảo trợ thương mại. Sư ngôn viên Phạm Hùng Cường và Hà Anh sẽ quay trở lại với một số tin tức được cập nhật như bản tin về nhóm học giả của Hoa Kỳ gốc Việt đã giới thiệu về cái nhìn mới về lịch sử Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, hay bản tin từ Ấn Độ đã cho hay tình hình với Trung Quốc nguy hiểm vì đối đầu ở dải Himalaya ra sao, cùng với một số tin tức mới nhất được cập nhật. Xin kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của IBC TV.